Xin chào cả nhà, mình là Masu đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món bánh, đó chính là meringue. Một công thức bánh rất là đơn giản luôn. Yêu cầu kỹ thuật đó chính là tách được lòng trắng trứng, thứ hai là canh lò, thứ ba là đánh bong lòng trắng trứng thật là tốt. Đầu tiên chúng ta sẽ tách riêng lòng trắng trứng. Các bạn nên bỏ trứng gà vào trong tủ lạnh để tách lòng trắng trứng cho thiệt là dễ nha. Sau đó chúng ta sẽ cho lòng trắng trứng vào một cái tô thiệt là sạch, không bị dính nước, bụi bẩn. Bước thứ hai, chúng ta sẽ cho một xíu muối vào trong lòng trắng trứng, chỉ một chút xíu thôi nhé, để giúp ổn định lòng trắng trứng đó mà. Giờ thì mình bắt đầu khởi động máy đánh trứng để đánh trứng nè. Mình đang sử dụng tốc độ thấp nhất của máy đánh trứng. Nhiều bạn hỏi mình sử dụng máy đánh trứng gì thì mình xin phép được thông báo đó chính là máy Bluestone. Hiện tại giá của nó khoảng 700.000 đến 800.000 một máy. Sau đó thì mình sẽ cho 50g đường nhưng chia làm 3 phần. Mình sẽ cho từ từ đường vào và cứ đánh liên tục như vậy. Mình sẽ tăng tốc độ từ từ thấp lên cao nhé. Hãy đánh cho tới khi lòng trắng trứng trở thành một hỗn hợp trong bóng mịn mượt, từ màu trắng ngà trở thành màu trắng tinh luôn. Nó có độ bóng của nó thì sẽ thành công. Các bạn có nhìn thấy độ bóng của nó không? Mình sẽ kiểm tra bằng cách nhấc cái que đánh lên. Các bạn thấy có chóp dẻo quọt xuống thì đó là thành công rồi nha. Mình sẽ dùng phới dẹt để vét thành. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng đuôi tròn. Mình sẽ cho vào túi ni lông. Nếu các bạn không có cái đuôi tròn như thế này thì không cần phải dùng đuôi đâu. Các bạn cho trực tiếp vào túi luôn. Bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp lòng trắng trứng nè vào trong cái túi ni lông nè. Nếu các bạn thích có màu sắc thì chúng ta sẽ pha màu tùy thích ha. Ở đây mình sử dụng hai màu trắng và xanh dương cho nên là bây giờ mình sẽ nặn nè. Khay bánh thì các bạn nên lót một lớp giấy chống dính nhé. Còn nếu không lót là không có làm được đâu. Khi mà nướng xong bánh sẽ dính vào khay hết, không tốt chút nào. Nhiều bạn nói mình thay thế giấy gì khác thì mình nghĩ là chắc không thể nào mà thay thế giấy khác đâu. Vì giấy chống dính nó có một cái lớp, mình không biết là lớp gì nhưng mà nó chống dính cực kỳ tốt. Nướng các loại bánh thì quá tiện lợi. Các bạn có thể mua online hoặc là đặt hàng ở các shop ở trên Facebook hay là các trang web như Lazada, Tiki hay là Shopee gì đó cũng có nữa. Bây giờ mình sẽ pha một giọt màu xanh dương vào và trộn đều. Nguyên liệu đơn giản, chủ yếu các bạn là có một cái lò nướng nè, một cái máy đánh trứng nè. Rồi còn lại là những nguyên liệu quá đơn giản. Giờ mình sẽ nặn thành chóp màu xanh. Bánh này sau thành khi thành phẩm ra thì rất là giòn nha các bạn. Các bạn phải bảo quản ở trong hộp đậy kín, không được hở gió. Hở gió thì nó sẽ thành mềm dẻo. Còn nếu các bạn đậy kín thì các bạn dùng vô tư luôn, ăn rất là giòn. Nhưng mà có một điều đó chính là hơi bị ngọt. Ngọt, rất là ngọt.
Vì một lăng lòng trắng trứng mà sử dụng đến 50g đường. Mọi người có hỏi mình là có thể giảm lượng đường không, thì mình xin khẳng định với mọi người là không thể giảm lượng đường nữa, vì lượng đường ít nhất của nó là 50g rồi đó cho một lòng trắng trứng. Nếu mà các bạn giảm lượng đường thì sẽ bị hư bánh đó, mình không có chịu trách nhiệm đâu. Và bây giờ mình sẽ bật lò nướng là 100 độ C, nướng trong vòng 50 phút đến 60 phút. Các bạn hãy mở nhiệt độ thấp nhất nha, kiểu như là sấy bánh đó, chứ không phải là nướng. Bây giờ mình sẽ đem bánh ra và nhấc bánh lên thử nè. Nhấc bánh rất là dễ, không bị dính vào trong cái phần giấy lót thì được gọi là thành công nha. Còn nếu mà vẫn còn dính thì chúng ta nướng tiếp. Hai màu đẹp quá à. Mọi người có nghe tiếng gầm gừ của ngoài trời không vậy? Không biết có mưa không nữa. Ăn rất là giòn luôn mọi người. Mình mới vừa xử hết rồi. Mọi thắc mắc các bạn cứ comment bên dưới video cho mình nha, mình sẽ trả lời tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nó vào hộp kính nè. Các bạn chú ý là phải vừa nướng xong gỡ bánh ra khỏi giấy lót thì cho ngay vào hộp hoặc là bịch ni lông đậy thiệt là kín, tránh hở gió, vì hở gió bánh sẽ mềm ngay lập tức. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Kết thúc video rồi, tạm biệt.